Đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn cho các bạn cách làm một câu cá trôi chép. Bài mồi mới. Thành phần của chúng ta gồm có đây là đậu đỏ nha các bạn. Đậu đỏ rồi các bạn rang vàng lên cho mình. Rang thơm lên là ok nha các bạn. Đây là đậu đỏ rang vàng. Đây đậu đỏ rang. Chúng ta sẽ dùng một lạng đậu đỏ rang vàng nha. Còn đây là đậu nành nè. Đậu nành là các bạn chuẩn bị cho mình một lạng đậu nành rang rang vàng nha các bạn. Rang thơm lên là ok nha. Một lạng nha. Các bạn rang lên cho nó thơm vậy là ok nè. Rang giòn người ta ra xay sẽ nhuyễn hơn các bạn nha. Một lạng các bạn nha. Còn đây là đậu phộng. Chúng ta sẽ dùng một ít đậu phộng rang nha. Khoảng có chừng 50 gram đậu phộng rang là ok nè. Rang các bạn để cho nó bớt cái chất dầu đi. Cho nó khô khô lại là các bạn để các bạn xay nhuyễn ra là ok nè. Thành phần tiếp theo. Các bạn chuẩn bị cho mình một quả trứng vịt nha. Đây, đây là trứng vịt nè. Các bạn chuẩn bị cho mình một quả trứng vịt nè là ok nè. Thành phần thứ năm đó chính là các bạn bị mình một củ khoai lang luộc ủ chua nha. Đây là khoai lang luộc ủ chua nè, mình đã ủ chua nó được 5 ngày rồi, nó lên cái mùi chua rất là thơm nha các bạn. Đây là khoai lang ủ chua nè, chút nữa mình sẽ bỏ hết cái mấy cái phần mà nó lên men này nha các bạn ra nha. Bơ bơ Tường An, các bạn chuẩn bị cho mình một hai muỗng bơ Tường An nha là ok nha các bạn. Đây đây là hai muỗng bơ, đây là bơ Tường An nè, đây bơ ngang nè, rất là thơm hăng luôn, rất là ngon luôn. Cho ta câu cá các bạn. Thành phần tiếp theo đây là cắm chim, cắm chim cắm trứng các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình một lạng cắm chim nha. Cắm chim loại nào cũng được nha các bạn, để chúng ta tạo độ kết dính nha các bạn, để tránh cho tình trạng mồi chúng ta nó khô quá nó không có độ kết dính nha. Cái này để chúng ta tạo độ kết dính cao nha các bạn. Chúng ta câu lăn xê hoặc là câu câu đơn ok hơn nha các bạn. Thành phần cuối cùng đó chính là cám gà con. Các bạn chuẩn bị cho mình một lạng cám gà con nha. Đây là cám gà con nè. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ mồi cho các bạn xem. Đầu tiên đây sẽ bỏ vô trong cái phần hàng luôn một lạng nha các bạn. Bạn mình một lạng là ok nè. Còn đây là một lạng đậu đỏ rang nha, rang vàng rang thơm là ok nè, sẽ bỏ đây luôn. Còn đây là đậu nành nha, còn gọi là đậu tương nha các bạn. Đậu nành đậu tương một lạng nha các bạn. Còn đây là cám chim, chúng ta sẽ dùng một lạng cám chim nha các bạn để tạo độ kết dính nha. Còn đây là cám gà nè, gà con nè. Tùy theo các bạn muốn câu nhiều ít, các bạn mà muốn câu nhiều thì các bạn làm nhiều, các bạn muốn câu ít thì các bạn làm ít nha. Để tạo chúng ta độ tanh các bạn. Ok. Bây giờ mình sẽ đi sẽ nhuyễn hết toàn bộ thành phần này lại chung với nhau các bạn. Thì các bạn trộn đều lên cho mình nè. Mồi chúng ta nó có đủ mùi nha các bạn. Mùi tanh nè, mùi thơm nè, mùi hăng nè. Và có cả mùi khác nữa các bạn. Rất ok nha.
củ khoai lang này để người ta tạo mùi chua nha các bạn, mùi chua. Còn trứng vịt này để chúng ta tạo mùi tanh nha, với lại độ cái dính nó sẽ ổn định hơn nha, tránh tình trạng mụn ta nó đã nhanh quá khi ta quăng thùy bỡ mồi nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ xay nhuyễn cái này ra cho bạn xem. Hả các bạn, đây mình sẽ xay thực tế cho các bạn xem luôn. Để tránh tình trạng các bạn nói mình giới thiệu các bạn mùa này mà mình lấy mùa khác mình trộn. Đó các bạn, mình sẽ test các bạn xem luôn. Ok. Giờ mình sẽ cho mồi cho các bạn xem. Đây là một mẻ cỏ tàn. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho trứng vịt vô nha các bạn. Trứng vịt một quả nha. Đấy. Tạo ra tanh. Để ta câu cá trôi ok hơn các bạn. Đây là khoai lang luộc ủ chua nè. Bây giờ mình sẽ lột vỏ nó ra nè. Ok, mình đã lột sạch vỏ luôn nè. Mồi khoai lang này cũng tay lên mùi chua rất là thơm nè. Mùi chua rất là thơm nè các bạn. Đấy. Biết sao mình ủ mấy ngày mà nó dai chặt các bạn. Nó dai lắm nè. Nó có độ dai lắm. Đấy. Khoai lang nè. Tiếp theo đó là bơ. Mình sẽ cho đây là muỗng nè, muỗng bự nè các bạn, cho mình một muỗng thôi nha. Ok nè. Bao nhiêu bơ vậy thôi. Ok. Các bạn trộn đều lên cho mình. Là ok. Khoai lang này chúng ta rất là dẻo luôn nè. Rất là dai luôn. Các bạn muốn câu cá chép thì các bạn làm xong khoảng có chừng 3-4 tiếng gì đó các bạn đem câu, hoặc là các bạn ở chừng 2 tiếng mà đem câu. Còn các bạn muốn câu cá trôi thì các bạn ủ qua một đêm cho mình để chúng ta câu cá trôi ok hơn nha các bạn. Các bạn nên nhớ các bạn làm khô nha, làm mà con mồi của ta nó khô lại, đừng cho mồi của ta nó nhão quá nha các bạn. Khi đi câu các bạn tới tại điểm câu á, các bạn lấy nước tại điểm câu các bạn trộn vào là ok nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho thêm nước vô nha các bạn. Mồi ta nó khô quá. Cho vừa nước thôi, cho vừa nước cái đó. Lỡ mà khô quá thì chúng ta cho thêm nha các bạn. Lỡ mà nhão quá thì không sao, vì chúng ta nó còn mùa khô mà, ta có thể trộn thêm vô, ngăn ngừa nó bị nhão các bạn.
Bộ này để chúng ta câu hồ với câu có đập nha các bạn. Nếu các bạn muốn câu xong thì bạn cho mình thêm mình một quả chuối nha, sẽ ok hơn. Với bài mồi này các bạn có thể thêm D1 nha các bạn, D1 gọi là chú Hương nha. Mồi ta rất là thơm hăng luôn, tanh khét, có mùi nồng nha các bạn. Đập cho ông ta câu cá nha, rất ok nha. Đây, mồi ta đã xong rồi. Các bạn nên nhớ là các bạn làm mồi khô như vậy nha. Nè, mồi khô nó tơi tơi như vậy nè, là ok nè. Chúng ta sẽ ủ lên, ủ khô nha. Chúng ta không ủ ướt nha, ủ ướt lên mùi chua nó không ngon nha. Chúng ta ủ khô này sẽ lên mùi chua thơm nha, rất là đặc biệt nha các bạn nha. Các bạn hãy lưu ý cái điều này cho mình nha các bạn. Rồi ok, mồi ta đã xong. Thôi cảm ơn các bạn đã xem clip làm mồi của mình nha. Các bạn nếu thấy hay thì cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Các bạn thấy hay thì các bạn chia sẻ video này với lại tất cả mọi người nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau. Chúc tất cả các bạn câu được thật nhiều cá nha các bạn.